Mía xin chào tất cả mọi người. Hôm nay gia đình mình đi cắm trại với mấy anh chị bạn. Bây giờ là mùa thu ở Mỹ nên chị thời tiết rất là đẹp. Hôm nay mình đi chơi, sẵn mình quay video cho các bạn coi cho vui nha. Ơi, coi nè con. Hey, hello. Anh muốn đi tới kìa. Gió nhiều lắm đấy không? Để cái này xuống, để cái này xuống. Dạ. Để này xuống. Có bố ở đây ngồi hả? Thôi, để bên này bàn. Dạ, đem đây nè. Cái bàn của mình á. Mãi luôn mình. Ôi, cái miếng vậy đó hả? Không có cái miếng kia hả? Có miếng bự này nè, mà nó bị mất một cái này. Bị mất cái đó hả? Ồ. Đi con, nắm tay mẹ nè. Dẫn bạn tới ăn trái dồi con. Đi con, dồi. Anh cô bên đây. Trời thơm quá à. Thơm quá à. Đó, mấy cái đó nó nhanh cháy quá. Tại chỗ này nó ngay trên. Dạ nhanh lửa. À đúng rồi. Mấy miếng này luôn. Cắt lấy xéo cắt thử coi trong nó chín chưa. Đúng rồi, cái sườn đó. Rồi nhưng mà cái sườn muốn ướt á phải có cái phôi này nè ráp lại. Tạm thôi nó khô dữ lắm. Nó mới chín là nó khô. Là nó dày quá đó. Cái này nè, cái sườn lấy cái phôi ráp lại. Mình ráp xong hồi mình mở ra mình nướng lại lần nữa. Dạ. Ngon. Chín nó còn hơi nó để vậy nó khô. Mắm ăn này nè, mắm ăn. Hả? Thử miếng này. Là thịt bò phải không? Bò nè. Bò chín nhanh. Yeah, season dry rub này. Cắt nha, cắt nha. Dạ yeah, đúng rồi, nhưng mà mình đem mấy cây nó vô bên bát rồi mình ngồi mình color nè, nhanh lên. Vô. Đứng vậy, bưng vô, xịt vô đây. Đứng vậy. Ngon không? Đâu dám chê đâu. Không phải lúc nào cũng được, ngon được. Vô tivi mà không sao chê được. Ngon được. Vậy không, vậy em quay anh nha. Chê là lần sau không có ăn. Không, nhưng mà ngon thiệt nha. Thank you. Có bí quyết nha. Bí quyết hả? Bí quyết xe bà xã nha. Dạ. Thôi đừng xe. Làm cực để em làm. Ngon thiệt đây nè. Đâu rồi, em bé đâu rồi? Em đây nè. Nó sơ nên nó ở trong đó. Vô trong rồi hả? Trời ơi, gió quá à. Gió thì có mặt trời cũng đỡ không? Dạ. May không gió mà. Trời ơi, si có đủ uống nước nữa nè, sướng ghê cho đi chơi, sướng ghê chưa. Dạ. Bạn thì nhiều nhưng mà không biết. Nói vậy, I'll bring someone next time. Từ sao nó đem mẹ tới. Không, Việt Nam không à. Ngầm ngầm gì á chứ có vài đứa mình không biết. Đúng không là chừng nào gạo nấu thành cơm mình mới sao? Nói cái người ta không dám giới thiệu nữa. Là chừng nào mình gạo nấu thành cơm mình mới đem ra mình. Em nghĩ vậy á, đúng rồi, em nghĩ chắc ảnh có rồi mà ảnh anh Tùng tới. Nè, tiêu chuẩn như thế nào để em biết em giới thiệu ra chứ. Cao luôn, tắt mập. Anh Khiết. À? Chọn nghề nghiệp gì không? Không. Đẹp là được rồi phải không? Đẹp mà không biết nấu ăn được không? Không thành vấn đề.
còn giỏi nấu ăn mà không đẹp được không? Chung không, không. Nói nói theo kinh nghiệm đừng đẹp quá, vợ đẹp là vợ của người ta. Của người ta. Ừ, đẹp vừa vừa thôi, có duyên chút thôi. Ok. Dễ nhìn. Dễ nhìn. Dễ nhìn. Mà là biết thương chồng với dễ nhìn đủ rồi. Sao nó relatively dễ nhìn từ từ vào. Dễ nhìn thì mình nhìn vô mình cảm thấy có cảm tình là được rồi. Vợ đẹp quá là vợ của anh ta. Anh có vợ rồi. Mình muốn học hỏi nữa, lúc nào cũng học hỏi thì phải gửi hình cho anh em để anh em phước nha. anh chị tiêu chuẩn lấy vợ là như thế nào? Đó, như vậy đó. Nên vậy đó. Thân đâu có ở đây đâu, mày cần phải à đâu có ờ à, đúng rồi ha. Không cần nói, không có điểm mới hay, nếu chứ chứ như là mình sao thật xa. Đó đó là vợ đó mình nịnh quá không được. Chừng nào nuốt đồ gà của mình cho mình biết nha. Thèm muốn. Ở đây nè. Đây. Đúng rồi, đúng rồi, đó ăn rồi. Lấy đồ gà đó trong đây còn. Thông minh dễ sợ, đợi thịt gần chín nè mới tới. À đúng rồi đó. Cần gì đâu. Giờ quẹt lửa gì nữa? Đã nói rồi. Làm sao? Cái gì hồn? Không, bữa kia mới chiều. Nhà đang cần. Đã có rồi. Rồi. Ok. Rồi, đồ ra mình. Hồi tối mình đã suy nghĩ nói, ồ dè, cái thằng này nó schedule 10 giờ sáng. Mình ok, mình phải khai thức là 7 giờ rưỡi. 8 giờ bắt đầu chuẩn bị cho thằng con. Rồi 8 rưỡi là mỗi nó lên car seat, 9 giờ rưỡi qua nhà nội, có mặt đây 10 giờ, tính trước hết trơn nha. Mình biết, mình thay áo còn 3 lần á. Lúc nhỏ thời high school DSC cũng vậy á, nó trời ơi, xe tôi chán quá, gặp mấy này hoài. Xe tôi đi, cũng đi, nhiều quá, nước chảy. Anh Tùng ơi, xanh buồn vậy? Phỏng vắng chút làm gì anh thơ thẳng vậy? Đau răng hả? Anh Tùng, anh nói anh đang thay răng kìa. Em tưởng anh bây giờ mới thay răng chứ. Chị nhờ chị nó nhai giùm nha. Thôi vợ nhai đi. À, chắc giờ chỗ đó đi, chỗ đó nắng này. Chỗ đó đẹp và mát. Qua muốn làm ăn crown. Được, biết sao? Nhà mình kế bên này. Đang mình xuống. Vừa ăn thịt giờ làm thịt mai. Khác kìa. Mày nướng để mà hâm lại. Không, còn nguyên bộ thịt lớn lắm, chưa nướng nữa. Nhà đó không có lép riêng nhưng mà cũng có sân. Có neighbor view. Thằng xóm mấy ông già bà già đứng tập thể dục. Yes. Cái hỏi, you got body cute? Body and jockey. No tea. Body and jockey. Giờ nước nó ấm rồi đó, xuống bơi rồi. Hey, I give her a big
Cái gì muốn ăn thịt cầy không? Hả? Muốn ăn thịt cầy. Em muốn quay quay anh làm mà hoặc cá. À được. Nãy giờ mình đi ở trên bờ mình quay một vòng, bây giờ mình đi ngược về, mình đi xuống nước mình quay nè. Đây người ta nướng barbecue quá trời luôn. Giơ tay hết nha, giơ tay hết nha. Rửa tay hả? Làm sao? Cái lại có rửa tay không? Chưa rửa tay hả? Chơi xong rồi rửa tay ha. Sao anh có rửa tay không? Dạ có. Giỏi. Giơ hết áo quần rồi. Rất kỳ. Chết không? Đi chơi nữa không? Cha đâu rồi? I look like a people.
giống người quá hả con? Giống người, nước quay PJ Mark. À, giống mà PJ Mark ha. Có Alex. Alex nữa ha. Con có Alex ở nhà không? Có PJ Mark không? Có Broken Alex. Ồ vậy đó ha. Mr. Nguyên trong nhà PJM. Ai mua cho con? Con lấy của anh này nói về coi con lấy. À vậy đó ha. Kêu ra làm gì á? Bình nước của con nó lấy ra uống miếng đi. No, uống nước ngọt chứ mết, uống nước water. Cầm đi đưa đem nước người cắt. Nguyên tỷ khô vịt nha. Ông này không chết gì khô vịt mà chết mấy. Không chết gì khô vịt mà chết gì sầu riêng. Mình đẩy đó gì nó cũng làm được. Qua ai mở vậy? Thì mở sao? Ai ăn không được thì đừng ăn nha. Nè. Ở đây đang không? Cái này là... Đó. Cái này là phép. Cái này đang không? Cái này là phép chứ không phải frozen, ok? Ở trên nó hơi này nó khô à. Chị Châu, ủa nghe chị gì ấn sầu riêng hả? Không. Ủa sao nãy anh chị nói? Ok, one family get one. Me. Who's adopting you? Me. No, wait. Sorry. Adopted kid has no voice. Chúc chào Tommy. Chúc chào Tommy lại hai lần xe cổng. Chờ tụi nó họp. Bây giờ em hỏi anh nè, anh bị dị ứng sầu riêng hả? Có dị ứng sầu riêng không? Dị ứng. Vậy thì với dị ứng tại biết sao? Mỗi lần mình ăn một cục á, muốn ăn thêm cục nữa. Ngộ vậy đó. Ô mà dữ được. Anh cầm đưa cái ly đó cho này để vô. Ngày mai. Đây nè, ngồi xuống. Sit down, con sit down á. Con sit down. Đó, chửi đi. Chửi đi. Ăn xu vô ra, ba xu được không bị. Kia ra khéo chợt nha. Không sao hồi khô à con. Có sân thì khô à. Đem đồ bơi mà đấu thay cho bơi đâu. Được mà. Dạ. Ụt bến dạ. Đây, Châu. Bên đây nó mượn lên nè. Ba, 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 ba
xuống chơi đi con, chỗ này không sao đâu, con bỏ dép ra. Rồi con bỏ dép ra xuống chơi đi. Bỏ dép ra đó đi, con xuống con chơi đi, không cần ăn dép. Con bỏ dép trên này đi, không thôi nó chuột dép á, bỏ dép ra. Rồi slipper nó rớt. Con bỏ ra rồi, con bỏ xu ra rồi con xuống dưới con chơi. Em đi không được, chờ em té ra. Đi ra chơi đi con, xịt ra. Kia ra chơi đi. Kia ra đi xịt ra nước chơi đi. Có em đem hai cái à. Em đâu, em tưởng mấy người biết. Có đem hai cái áo phao. Đem áo phao ra giục hết chúng nó là ok rồi. Rửa chân rồi bồng lên luôn, rửa xu sách lên đi về cho nó sạch chứ. Bên kia bây giờ người ta mới bắt đầu đốt lửa kìa. Người ta tới trễ. Dạ. Ở đây anh cho thêm overnight không? Chắc không quá à. Giờ ban đêm tới người ta đốt. Miếu xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha. Chúc các bạn coi video vui vẻ nha. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau. Bye bye.